Xin chào chị. Dạ, em chào Chào chị chị ạ. Ngọc Thu. Rồi, nàng giới thiệu chút xíu mà mình bao nhiêu tuổi ạ? À? Tố 39. Tú 39, chúng ta bằng tuổi nhau. Ok, rồi góc chính diện. Da còn căng, khô nhẹ, lệch hàm. Rồi, nghiêng góc nghiêng cho nhã xem nha. Nghiêng nha. Rồi, mũi hơi thấp. Rồi, thiếu cằm luôn. Rồi, ok. Nè, góc chính diện nè. Góc chính diện nè nha. Cái mặt của mình đó, cái góc xương hàm của mình bên tay này nè, nó đang bị dẹp vô, nó đưa qua bên đây đúng không ạ? À? Đúng không? Cái khung góc xương mặt của chị thì bên đây nó bầu hơn, bên đây nó dẹp vô đó, và cái cằm của mình bị thiếu. Dạ đúng rồi, bên đây nó bị nhỏ hơn nè, bên đây nó bầu hơn ạ. À. Đó, à, cái cằm của chị á là thiếu cái độ đưa ra đằng trước, nhìn góc nghiêng á là nó lẹm vô đúng Bị rồi, nó lẹm đưa đi. vô trong. Dạ đúng rồi, nó lẹm, nó đưa cái thụt vô trong. Cái mũi của mình cũng hơi thấp nha, thành ra là bây giờ với lại khi mà cái mũi với cái cằm của mình như vậy thì nó sẽ đưa ra cái miệng mình hơi hô nha chị. Môi dưới mình đang mỏng hơn môi trên và nhỏ hơn môi trên một chút xíu, tỷ lệ mình đang bị ngược nha, hơi bị trũng thâm nhẹ ở cái phần mí dưới đây ạ. À, nó có đường nè, nó có hai cái đường quầng đây ạ. À, rồi còn cái mí trên của mình là mí nhỏ thôi, thì cái này tùy gu. À, à mí này chị muốn kiểu như nó lên mắt sắc sảo nha em, thì chị nhấn lên chút hoặc chị cắt lên cho cái đuôi bay bay ra thì nó ra cái mắt như thế này. Cái nhu cầu cái mắt cái mắt của mình á, nó thích Ừ. nó sẽ hơi to hơn, tại vì mình sợ là cái mí mình sẽ bị trùng và nó sẽ bị nhăn hai cái đôi mắt là rất là nhiều. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy nhăn rồi. Dạ. Rồi. Cắt cắt mí luôn và treo nửa cung là hết cái nhăn nhăn chân chim nó luôn cho chị luôn. Cắt và treo, chứ nếu mình treo không thì không có giải quyết được cái Dạ, chị treo cũng được. Chị treo thì nó sẽ giải quyết được cái mí nhăn này của chị, nhưng em nhìn chị thì em cảm thấy là cái nếp mí của chị, cái nếp đính cơ mí của chị nó rất nông, nó không có sắc nét. Cái nếp mí của chị á nó sẽ không sắc nét. À, nó nông thôi, nó hờ hững thôi thì nó cũng sẽ không làm cho đôi mắt mình ấn tượng hơn. Mà nó chỉ là khi mình đưa lên như vậy thì nó sẽ đỡ nhăn vùng đôi mắt thôi, chứ cái nếp mí mình cũng chưa thật sự xuất sắc. Thì tùy mình thôi, mình thích tự nhiên thì mình chỉ cần là treo. mắt mình đẹp hơn thì mình vừa cắt vừa treo khô nửa khung Treo nửa cung đuôi thôi chị, không cần treo nguyên cung nha. và Dạ, mí nâng mũi. Dạ. Riêng cái mí dưới này của chị á, thì em chỉ thấy là chị chỉ cần tiêm thôi là được rồi, chứ chưa cần phẫu thuật. Chị tiêm khử thâm thôi, tiêm đầy trũng đảnh lệ đó là đẹp rồi. cái cam Cái đúng càm này không? là phải, cái càm này là phải độn chứ tiêm không nổi. Cái càm này phải độn chứ tiêm là phải 3C mới nổi nha chị. Đó, à, cầm này độn là đẹp nhất, và độn đường trong miệng sẽ không thấy sẹo. Và Cái cái môi trên. bao lâu cái thời gian mà mình nghỉ dưỡng, khoảng bao lâu khi mình đụng cầm và xài, thời gian đó mình xài được bao lâu? À, đương nhiên độn là xài vĩnh viễn cả đời rồi chị. À, cái thời gian đó khi mà vừa độn cầm xong, bác sĩ người ta sẽ băng cho mình một cái miếng ờ gâu, nó kiểu như băng cá nhân mà miếng bự, giống miếng salon pass gì đó, băng ở đây nè. Và định hình cái cầm chị là 3 ngày thì chị mới được tháo ra. Dạ, thì tháo ra nó hơi sưng sưng vậy đó. Thì cái chỉ thì may bên trong này thì bác sĩ may chỉ tự tiêu. May chỉ tự tiêu, không có cần cắt chỉ, tự nó rụng. Dạ. Ừ. Rồi, rồi tôi cảm ơn Nhã Nhi. Dạ. Rồi, ok chị, em chào chị.